chiến sự Nga-Ukraine đang diễn ra với những diễn biến đầy căng thẳng. Ngày 8 tháng 11, tiếng súng và bom đạn vẫn vang dội trên khắp các mặt trận, đặc biệt là tại khu vực miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ghi nhận 114 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến, trong đó Donetsk trở thành trào lửa với hai thành phố Khurakhov và Pokrov là tâm điểm của cuộc chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu mới đây đã thừa nhận Khurakhov và Pokrov là những khu vực thách thức nhất trên mặt trận phía đông. Quân đội Nga đang dồn ép sử dụng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có để kiểm soát khu vực này. Mục tiêu của Moscow là củng cố quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, tạo bàn đạp cho những bước tiến tiếp theo. Ukraine cũng không hề nao núng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đang hành động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương. Các đơn vị Ukraine kiên cường chống trả, nỗ lực củng cố phòng tuyến, bảo vệ các vị trí chiến lược. Bên cạnh Donetsk, các tỉnh khác như Sumy, Chernihiv, Kharkiv cũng ghi nhận nhiều cuộc giao tranh. Tại Kharkiv, Nga tập trung hồng kích các thành phố Volchen, Otnorobitka và thành phố Kharkiv, đồng thời mở các cuộc tấn công vào Kubian nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Tuy nhiên, nỗ lực của Nga đã bị quân đội Ukraine đẩy lùi. Các cuộc tấn công của Nga tại Kharkiv khiến 25 người bị thương. Ở Donetsk, các thành phố Liman, Kramatos và Torres cũng chứng kiến giao tranh ác liệt. Riêng Bokrov có tới 24 trận giao tranh. Khurakhov là điểm nóng nhất với 32 cuộc tấn công trong vòng 24 giờ quân đội hai bên giành giật từng con phố, từng ngôi nhà, khiến cuộc sống của người dân nơi đây trở nên vô cùng khốn khổ. Trong bối cảnh chiến sự ngày càng khốc liệt, Nga tuyên bố đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Ukraine trong tuần qua, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Ước tính quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 14.000 binh sĩ. Nga tuyên bố kiểm soát thêm 6 khu định cư ở Donetsk và Kharkiv. Các nhóm tác chiến của Nga trên khắp các mặt trận đều gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương, bắn hạ nhiều máy bay, tên lửa và UAV của Ukraine. Bên cạnh những diễn biến chiến sự, vấn đề viện trợ cho Ukraine cũng trở nên bất ổn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã cảnh báo châu Âu sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu không có sự trợ giúp của Mỹ. Ông kêu gọi EU thay đổi chiến lược, thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Ông Obama nhận định Ukraine đang thua trong trận chiến. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ làm dấy lên lo ngại về sự thay đổi trong chính sách viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Tình hình chiến sự nga-Ukraine ngày 8 tháng 11 cho thấy cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết, giao tranh ác liệt diễn ra trên khắp các mặt trận, đặc biệt là tại Donetsk. Trong khi nga tuyên bố giành được nhiều thắng lợi, thì Ukraine cũng khẳng định đang kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, lời cảnh báo của Thủ tướng Hungary về viện trợ cho Ukraine đã đặt ra những câu hỏi về tương lai của cuộc chiến. Liệu Ukraine có thể tiếp tục duy trì sức kháng cự nếu nguồn viện trợ bị cắt giảm? Liệu các bên có thể tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán? Tất cả vẫn là ân số. Một quả bom hàng không Pháp 3.000 nặng 3 tấn do quân đội Nga thả xuống các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng cất của Nga đã quét sạch khu vực rộng 1 km vuông một sở chỉ huy ngầm của lực lượng vũ trang ukraine một kho đạn dược và một số đơn vị xe bọc thép chiến đấu đã bị xóa sổ trong vụ đánh bom Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu quân nhân Ukraine đã thiệt mạng. Đoạn video ghi lại cảnh sử dụng bom trên không ở khu vực Kurt xuất hiện vào ngày 7 tháng 11, nhưng ngày xảy ra vụ tấn công không được nêu rõ. Đoạn phim cho thấy một cột khói và lửa khổng lồ bốc lên trời tại nơi xảy ra vụ nổ và một làn sóng nổ lan ra khắp mọi hướng xung quanh tâm chấn. Theo thông tin chưa được xác nhận, quả bom đã được thả xuống vị trí của quân đội Ukraine gần một ngôi làng thuộc quận Sutsa, vùng Kurt của Nga. Bom nổ mạnh Pháp 3.000, 3 tấn của Nga được coi là một trong những loại bom hàng không mạnh nhất trong kho vũ khí của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 7 tháng 11, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với có lẽ 70 nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng ông Putin không nằm trong số đó. Tuy nhiên, ông Trump nói thêm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện phát biểu tại một cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế văn đài tại thành phố sochi miền nam nước nga khoảng một giờ trước đó ông putin đã chúc mừng ông trump về chiến thắng của ông và cho biết ông sẵn sàng gọi điện thoại cho tổng thống đắc cử sẽ không có gì là hạ thấp nếu tôi đích thân gọi điện cho ông ấy tổng thống putin nói thêm trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu đắc cử và nói rằng ông sẽ nói chuyện với cả ông Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky để đạt được mục tiêu này. Ông Trump đưa ra ít chi tiết hơn và Moscow đã phản ứng thận trọng với người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vào tháng trước rằng ông không nghĩ rằng sẽ có một cây đũa thần có thể ngăn chặn một cuộc chiến chỉ sau một đêm. Moscow khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bắt đầu bằng việc Ukraine ngừng hoạt động quân sự và thừa nhận thực tế lãnh thổ rằng họ sẽ không bao giờ giành lại được quyền kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie cũng như Crimea. Ngoài ra, Điện Kremlin khẳng định rằng các mục tiêu của hoạt động quân sự của họ, bao gồm cả sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, sẽ đạt được. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 11, ông Putin cho biết rằng ông coi trọng những tuyên bố của ông Trump và những đề xuất của ông nhằm chấm dứt xung đột, ít nhất cũng đáng được chú ý. Hai ông Putin và Trump đã gặp nhau tại Helsinki vào năm 2018 và một lần nữa tại hội nghị thường đỉnh G20 vào năm sau tại Oscar. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại nhiệm bị chi phối bởi những cáo buộc sai trái rằng ông thông đồng với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 và ông đã bị chỉ trích nặng nề trên các phương tiện truyền thông Mỹ vì đã gặp người đồng cấp Nga. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông ấy bị mọi người ở mọi phía cuối rối, ông ấy bị bắt nạt. Ông ấy sợ bước sang trái, sang phải, nói điều gì đó sai trái. Ông Putin nói, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống mới của ông ấy. Bất cứ điều gì ông ấy làm đều tùy thuộc vào ông ấy. Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có hơn trăm cuộc giao tranh trong ngày. Chính quyền địa phương tỉnh Zaporizhia cho biết rằng trong ngày 7 tháng 11, quân Nga đã tấn công thành phố Zaporizhia khiến 4 người chết và ít nhất 33 người bị thương tờ The Kiev Independent đưa tin. Theo chính quyền địa phương, các lực lượng Nga đã tấn công Zaporizhia 5 lần bằng bom dẫn đường. Các cuộc tấn công đã gây hư hại nặng cho một tòa nhà trung cư và một bệnh viện ung thư, đồng thời phá hủy hoàn toàn một số ngôi nhà trong khu vực. Tỉnh trưởng Zaporizhia, ông Ivan Fedorov cho biết trong số những người bị thương có một bé gái 4 tháng tuổi và hai bé trai dưới 10 tuổi. Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra ở khu vực bị không kích, dự báo số thương vong có thể tăng lên. Sau cuộc tấn công, tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đối tác của Kyiv cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hơn và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào Kyiv vào đêm ngày 7 tháng 11, tấn công một tòa nhà dân cư ở thủ đô Ukraine. Theo cơ quan quản lý quân sự cuộc tấn công bằng UAV đã gây ra thiệt hại đáng kể cho một phần của tòa nhà trung cư ở quận Holoski. Các mảnh vỡ UAV rơi xuống một cửa hàng sửa chữa ô tô gần đó, gây ra một trận hỏa hoạn lớn. Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở ngoại ô Kiev vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương. Phóng viên của The Kiev Independent ghi nhận tại hiện trường, không quân Ukraine cũng đã cảnh báo suốt đêm rằng UAV tấn công của Nga đang ở gần thành phố.